Xin chào các bác ạ. À. Hôm nay ngày 23 tháng 8 2018, các bác quan sát đây là cây đất lay thân tím, lá nhựa thân nù nha các bác. Cây đang trong quá trình thắt ngọn, các bác nhìn cái ngọn của nó này, gần thắt ngọn rồi, chỉ cần lên một lá non nữa là nó thắt ngọn luôn. Đây là cây bắp rừng ạ. Mặt hoa thì em không biết ạ. Hàng bắp rừng mà. Có người hỏi dân có biết không? Thì xin thưa rằng dân cũng chả biết nó là hoa gì đâu ạ. Vì họ bắt từ tên rừng về. Bắt tên rừng về thì biết hoa nó là sao đâu mà. Hỏi. Các bác nhìn nhá. Đây là thân tím nhá. Lá nhựa cứng, rất cứng này. Đây ạ. À. Nhìn nhá. Cách đây hai hôm em cũng có quay một cái giờ cái về đắk lay thân xanh. Có hai mầm tơ và nguyên bản. Đấy. Và cây đó bán với giá là 1 triệu rưỡi. Và cây này em cũng bán với giá 1 triệu rưỡi. Các bác đừng thắc mắc tại sao cái về này chỉ có một thân thôi mà giá lại ngang cái thân kia. Các bác chơi lan cũng nên biết rằng giá trị cây lan không tính theo số lượng mà nó tính theo giá trị đặc trưng của thân cây đó. Đây là thân nù và lá nhựa nha các bác. Còn về hôm trước là thân xanh có đốm tím và hai thân. Lá bình thường, lá to thôi. Đó. Không có đốt ngắn. Đấy. Cho nên các bác nên phân biệt. Cái cây này á, em lấy của họ còn đắt hơn cây về hôm trước nữa. Đắt hơn cả 50.000. Sao em hỏi là cái về hôm trước hai thân luôn mà sao lại cây này có một thân mà sao lại đắt hơn 50.000. Em trả mà nó hắn trả giảm xuống luôn. Hắn nói không lấy thì để cho người khác họ đi lái về vất vả, mà cái thân này là họ biết rồi, dân họ biết rồi, chả cần phải mình phải nói nữa, họ cũng biết hết giá trị của từng loại cây lá như thế nào, họ biết cả. Đó. Bác nhìn nhá, đây cái bộ rễ của nó này, đây ạ, à, dính vỏ cây nhá, bác nhìn nè. Còn em quay bộ rễ mặt sau nhá. Mặt sau của cái cây nó như thế này. Đây ạ. Lá thì nguyên vẹn nha các bác, bởi vì cái loại lá này rất cứng nên ít khi bị tổn thương lắm. Đối với những loại lan, loại giả hạt lá mềm thì rất dễ bị gãy lá. Ờ, thân xanh lá mềm rất dễ gãy lá lắm. Đấy, nhưng mà cái thân nhựa, cái thân lá nhựa này, nù mập này thì lá cứng, ít bị tổn thương. Này, bác nhìn thấy. Đây ạ. Cây này là khoảng 1, 1, 2, 3, 4, 5. Và cái thân này là thân năm thứ 6 này các bác ạ. Nó đang thắt ngọn và chuẩn bị rụng lá cho mùa hoa năm sau. Đấy. Chiều dài của cái thân xanh này á là hơn 30 phân nha các bác. Đây là cái thước 30 phân đây ạ. À. 30 cm nhá. Em đo này từ gốc cho tới ngọn nhá. Bác nhìn nha. Đây ạ. À. Đây. Số 0 chỗ đây. Đấy. Bác nhìn nhé. 30 phân là tới đây. Đấy. Còn một khúc nữa này. Đấy. Tầm 35 phân. Bác nhìn nhé. Em sẽ đặt cái thước ngay vào đây. Đó. Chính xác là 36 phân. Bác nhìn đây. Đó. Chiều dài nó như thế. Và thân già còn nguyên vẹn nha các bác. Đấy. Thân già còn nguyên vẹn.
Đây một em giả hạt đất lây, thân nụ lá nhựa. Đây. Bác nào yêu em giả hạt này thì liên hệ với em số điện thoại 0938 203 714 nhé. Xin chào các bác ạ. À.